xỉu là hôm nay ngày mai hái. Đó. Và thậm chí kể cả trên những bao bì nhãn mác của các cái đơn vị mà thuốc bảo vệ vật á, họ ghi là thời gian cách ly 0 ngày. Nhưng mà thực sự điều đó là điều đối với bên mình không tin. Mình vẫn phải có thời gian cách ly rõ ràng. Bao nhiêu ngày ạ? Là ít nhất là 15 ngày. Ít nhất là 15 ngày. Nhưng mà cái vườn này hiện thời là nó kéo dài khoảng cỡ hơn 25 ngày là không sử dụng thuốc bảo vệ vật. Mà thực sự anh chị cứ an tâm ở vấn đề đây là vấn đề mình chăm sóc. Đó, nhiều cái mà mình cần phải quan tâm. Ví dụ như anh thấy tất cả cái trái, nếu như mà mình ra thị trường thì mình sẽ thấy các trái mà nó như thế này. Và anh chị sẽ thấy người ta sẽ hái cho anh chị, bán cho anh chị những trái nó sẽ như thế này. Nó túm túm cái cuốn lại. Nó sẽ túm cái cuốn này lại. Tại sao nó dạng trạng thái là chín ép và mình ăn nó sẽ không được ngon. Dạ. Đúng rồi. Và nó không có độ ngọt của nó. Và mình cái những cái trái mà mình nó mang tính chất tiêu chuẩn á thì nó sẽ đơn giản, nó sẽ như thế này nè. Trái nó sẽ hơi vàng. Nè anh sợ anh em cái hái mấy cái này. Trái của mình á, cái mẫu trái của mình á nó sẽ có cái màu vàng, nó màu vàng lá chuối á. Cái kiểu vàng lá chuối non á. Đó, nó vàng theo kiểu nó vàng xanh dạng chú non. Và cái cuốn này đặc thù á, nó sẽ nở ra đó. Thì lúc đó là trái nó đã đủ cái độ chín của nó. Và thường á, trong các loại mà trái cây á, đặc thù của thằng táo á, là độ ngọt tối đa của nó là tới 18 độ Richter, là độ ngọt cao nhất. Đó là cái vấn đề bây giờ là về cái vấn đề mà về cây trồng, về chăm sóc. Ở đây thì vấn đề anh các bạn thì thường nhìn thấy ở đây á, khi mà tham quan đây các bạn sẽ thấy rất khác với những cái vườn khác. Tại đây đặc thù, có một cái đặc thù mà mình phải nói khác với cái kiểu canh tác truyền thống từ xưa tới giờ mình á, là hoàn toàn không sử dụng thuốc cỏ. Và vấn đề độc hại nhất là do thuốc cỏ. Nên toàn bộ anh chị thấy đây toàn bộ là cỏ là chém hết. Cắt bằng máy á, cắt bằng máy hết. Chém bằng cước hoặc là cắt bằng lưỡi cắt. Chứ không có là phun thuốc cỏ. Tuyệt đối 100% trong farm không sử dụng thuốc cỏ. Nên là vấn đề an toàn. Nhiều khi mà nếu mà anh chị lưu ý, khi mà mình sử dụng thuốc cỏ sẽ có nhiều dạng thuốc cỏ. Thì bây giờ trên cả đường đó, có những loại mà đại loại như bây giờ có một cái loại người ta đang sử dụng này, thuốc diệt mầm cỏ. Thuốc diệt mầm cỏ thì khi mà anh chị tưới nước xong phun qua một lớp diệt mầm cỏ thì khoảng một thời gian á, cỏ sẽ không lên, nó sẽ diệt mầm. Nhưng mà xin thưa, nếu mà anh chị làm organic hoặc global gap, kiểm tra 5 năm sau cái dư lượng thuốc cỏ nó còn nằm trong đất và sẽ không bao giờ đạt tiêu chuẩn được. 5 năm sau vẫn còn nha. Nhưng mà đối với mình làm nông nghiệp á, mà làm kinh tế á, thì làm 5 năm sau mà để chờ lấy được chứng nhận thì làm sao mà làm gì được nữa, đúng chưa? Nên là vấn đề về, và cái tôn chỉ của công ty đầu hàng đầu luôn là an toàn cho bản thân và mình và người tiêu dùng. Nên thậm chí nhiều lúc công nhân nói vui, chứ mình hay nói vui, nhiều lúc người ta phun thuốc, người ta cầm điếu thuốc, người ta phun, người ta hút hết luôn, mình bỏ tay luôn. Nhưng mà thực sự nó không có độc, tại đa phần mình sử dụng là thuốc sinh học nhiều. Anh bên mình có tính là nuôi ong trong này không? Nuôi ong cũng được, nhưng mà thực sự về cái đa dạng sinh học nó không phù hợp với con ong. Thầy đã thử nuôi rồi, nó không có phù hợp với con ong. Cái lưới này là anh chỉ mục đích là chống ruồi vàng đục quả thôi đúng không? Một cái lưới này á, nó có hai loại cái côn trùng, mà nó có hai dạng côn trùng để đối với cây táo á, mà nó phá hại khủng khiếp nhất á, là con sâu đục quả và con ruồi vàng. Sâu đục quả là cái gì? Sâu đục quả anh chị sẽ hình dung nó là một cái dạng bướm đêm á. Bướm đêm, khi mà bướm đêm đó nó chỉ hoạt động về đêm từ 6:30 chiều đến hoặc là 4:50 sáng hôm sau, thì là nó sẽ đi trong, nó bay trong cái vườn của mình và nó chích vào trong cái táo đó, và nó sẽ ra một cái con nhộng, nó màu chính xác con nhộng đó là màu, nó có hai dạng, nói cái màu màu đỏ,
sẽ là con bướm. Mà nếu như anh chị cắn cái táo ra mà nó có một con nhộng màu trắng á, là nó là của con rùa vàng. Và thực sự ra đối với nền nông nghiệp mình á, thì cái con rùa vàng và con bướm này á là hai cái yếu tố mà kêu là kinh khủng nhất. Cái con rùa vàng là kinh khủng nhất cuộc đời luôn, không có ai mà không sợ nó cả nếu như làm nông nghiệp. Mà nếu như mình không đúng có cái lưới, em làm xoài em biết mà, lưới trắng này đúng không, tới mùa là phải treo bẫy những đúng rồi. Nếu anh làm xoài á, thì anh sẽ hiểu được cái anh làm xoài gì. Tứ quý ốc. À tứ quý ốc này đỡ hơn. À nhưng mà ốc á thì ốc á thì trạng thái mà nó cái cách nó là nó khi mà nó đủ độ màu xong á, đủ độ màu xong là mình sẽ cắt nó. Con rùa vàng nó chưa kịp tấn công rộ, nhưng mà để mà chỉ cần mà chín trên cây nó sẽ ồ ạt vào. Mình không bởi vì cái trái nào chín thì phải đem ra ngoài trôn, nhưng còn đúng rồi phải đem đi khỏi khu vực. Đúng rồi, chín nó sinh ra rùi vàng. Đúng rồi, nếu mà anh làm xoài thì anh sẽ hiểu cái giá trị của con rùi vàng nó nằm ở đâu đối với. Nhưng mà xoài thì không thể phủ lưới được anh, mà ở Tây Ninh thì người ta phủ rồi, nhưng mà chi phí quá lớn. Với lại cái ở chỗ Ninh Hòa em hay gió. Nếu mà đối với nếu anh đã làm con nếu anh đã làm canh tác về xoài thì đối với con rùi vàng anh sử dụng để phòng trừ nó hiệu quả thì mình nói như thế này đúng hay không nha? Dạ. Là 2 đến 3 ngày anh phải phun thuốc một lần. Đúng chưa? 2 đến 3 ngày phải phun thuốc một lần, và với điều kiện anh phải phun thuốc rất nặng. Đúng rồi. Chứ còn phun thuốc mà đúng theo chỉ dẫn của trên nhà sản xuất thì sẽ không bao giờ ăn được cái xoài đó, tại rùa vàng nó chết hết rồi. Anh thấy mấy ông nông dân ở Cam Lâm mỗi 2-3 ngày cái thay loại thuốc. Đúng rồi, Cam Lâm. Nếu mà nói về xoài ở Việt Nam mình đúng không, thì xoài miền Tây nè, xoài Cam Ranh. Nhưng mà thủ phủ của xoài là phải nhắc tới thằng Cam Lâm, chứ không phải là Cam Ranh. Nhưng mà Cam Lâm á. Bạn Quốc ơi, hồi nãy nghe bạn nhắc cái vụ về cỏ đó. Dạ. Thì chắc là dân nói các bạn cho bạn được một cái mô hình mình phủ ngay cái gốc của cái cây táo, xem thử để đỡ cái công dọn cỏ không? Cỏ tại vì em cũng xin phép anh như thế này, tại vì chết vì sinh vật đưa ra nhiều cái phương án để giải quyết cái cỏ này, nhưng mà thực sự ra cái vấn đề công ty là cân bằng cái vấn đề sinh học trong cái vườn của mình. Đúng. Nên là mình để. À, cho nên thực sự ra cái vấn đề diệt cỏ này rất đơn giản. Đối với em nói thật sự anh á, nếu như mà công ty đồng ý thì em khẳng định luôn anh chị không bao giờ thấy cây cỏ trong này. Tại vì em chỉ cần giống như anh nói, em phủ một lớp bạc lên là nó chết hết. Nó qua một cái thời gian là nó sẽ tự động nó chết hết. Nhưng mà đối với những cái con vật trong này á thì nó sẽ không có sống được. Không phải mình có giải pháp là mình phủ tương đối thôi, mình đừng phủ hết. Ví dụ mình phủ cả 30%, 40% thôi, mình vẫn duy trì cái mức độ đó. Còn cái đó thì công ty vẫn đang nghiên cứu, vẫn đang xem xét như thế nào. Nhưng bây giờ là theo cái hướng đang phát triển như vậy. Tại vì vấn đề mình á, đặc thù của mình á là cây lâu năm. Cây lâu năm thì anh chị sẽ thấy nó có trạng thái tại sao mình để cỏ. Lý do cái vấn đề cây cỏ này á, nó cái bộ rễ của nó là để cải tạo đất rất tốt, một lưỡi cày tự nhiên á. Đúng rồi, nó cải tạo đất rất là tốt. Mình tại vì mình trồng cây lâu năm nên là mình đâu có thể nào suốt ngày mình cứ cày xới trong này được. Nên khi mình chém cỏ đi, mình dọn cỏ đi á, thì cái bộ rễ này nó sẽ mục đi và nó tạo một cái tầng đất mới thông thoáng cho cây đó. Và đặc thù là vô mùa mưa á, thì anh chị nên nhớ như thế này nè. Đặc thù vô mùa mưa á, thì nó có một cái vấn đề quan trọng là độ pH. Khi mà mưa nhiều á, đấy, nó sẽ làm chua đất và giảm cái độ pH xuống. Nhưng mà chính cây cỏ này để làm cân đối được cái độ pH này, và sau đó mình chỉ xử lý đất sơ lại là xong. Chứ nếu như mà anh chị cứ dọn cỏ, phun thuốc cỏ xong xuôi hết rồi á, vô mùa mưa á, là khi mà cân đối mất cân đối độ pH á, độ pH xuống 3 hoặc thậm chí có khi nó xuống 2 luôn á, là coi như là cây mình đã thua. Nó nghe mê quá. Là nhiều khách vô vườn nhà em sao kêu mình để cỏ dữ vậy. Đúng rồi. Còn cây xoài mà muốn cây xoài nó ăn cây cỏ nó ăn cây xoài luôn. Đúng rồi, nên người là ta không hiểu cái vấn đề về cây cỏ người ta không có hiểu đâu. Đối với người nông dân mới sau này á, giống như anh em mình á, thì mình sẽ hiểu giá trị của cây cỏ nó ở đâu. Thế này anh bón phân cùng quế nè, anh phải nuôi hệ vi sinh vật trong này nè. Đúng rồi. Nên là mấy người tư vấn em làm sinh học á là không không được phủ bạc.
phủ lên là nó nóng nung nó chết hết cái này. Chết hết vi sinh vật thiên nhiên mình giữ. Và nó tạo cái tầng đất xốp. Đúng. Tạo tầng đất xốp và nó giải quyết cái vấn đề chua trong đất. Chua cái độ chua trong đất á. Cái chua kim loại nặng là nó nguyên nhân là do đâu và làm sao mà nó khử được? Tại vì trong quá trình mà nó khi mà trong quá trình mà nó phát triển á thì chắc chắn một vấn đề là nó sẽ quang hợp và nó sinh sôi nảy nở trong này á, thì nó sẽ giải quyết những cái vấn đề mà kim loại nặng ở trong này hết và nó làm cho cái độ pH của mình á nó trở nên trung hòa hơn. Tại vì cây táo đặc thù, cây táo hay cây gì cũng vậy, đa phần á cái độ pH, cái ngưỡng của nó là từ 6 đến 7 là tuyệt vời. Đúng, cây nào trung hòa đó. Đa phần á tất cả các loại cây trồng đa phần là từ 6 đến 7. Nhưng mà nếu để giải quyết cái độ pH mà ổn định á thì trước khi mùa mưa đến thì anh chị nên giải quyết một cái vấn đề là rải vôi trước khi mùa mưa về. Thì anh chị nên rải vôi một cái hàm lượng vừa phải nhẹ trong đất. Vôi bây giờ em thấy vôi giả nhiều quá. Không, thì bây giờ ý anh đang nói á, là cây này đúng là vôi á, đúng không?